Chào mừng mọi người đã quay trở lại kênh YouTube của Trader Việt, mình là Thống. Hôm nay thì mình muốn nói về một cái chủ đề, đó là tư duy giao dịch của newbie trader. Thì tổng kết lại thì mình thấy có bốn cái tư duy sau đây là quan trọng nhất, và chúng ta sẽ cùng phân tích từng cái tư duy một và cách để áp dụng. Đầu tiên đó là trading không phải là cách kiếm tiền nhanh. Thì cái cụm từ kiếm tiền nhanh là một cái từ khóa phải nói là rất là hot, và rất là nhiều người lợi dụng cái tâm lý này để gọi là chào bán, hoặc là chào bán những cái sản phẩm có thể gọi là nó không thực sự có lợi ích với khách hàng, để đánh vào cái lòng tham. Thì nếu như mà bạn cũng bị dẫn dắt vào trading bởi vì cái cụm từ khóa kiếm tiền nhanh, thì phải nói một điều rằng đó là những người mà càng cố gắng để kiếm tiền nhanh với trading là những người thua lỗ và mất tiền nhiều nhất. Bởi vì thực tế thì trading là một cái hình thức kiếm tiền dài hạn, tức nghĩa là những cái kỳ vọng như là x2, x3 tài khoản, thậm chí trong một năm là điều gần như không thể. Bởi vì nếu mà đã xét đến dài hạn thì chúng ta phải nói đến một yếu tố, đó là cái gọi là cái sự ổn định về mặt lợi nhuận dài hạn. Ở đây tức nghĩa là không chỉ là một năm mà có thể còn dài hơn nữa. Thì rõ ràng trading nó là một hình thức kiếm tiền dài hạn, vậy nên nó không thể nào giúp cho bạn có thể kiếm được một số tiền lớn trong vòng một thời gian ngắn. Nên là những ai đã quyết định trở thành một trader thì phải ghi nhớ điều này và phải lập ra một cái kế hoạch dài hạn, chứ không phải là để kiếm một số tiền khổng lồ, một cục tiền lớn chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Tư duy thứ hai đó là chỉ giao dịch với số tiền mà bạn có thể chấp nhận mất đi. Thì cái tư duy này nó thuộc về cái hệ thống quản lý vốn, thuộc về cái gọi là quản trị rủi ro của bạn. Thì rất là nhiều người sau khi mà cảm thấy trading ngon ăn, họ chưa có nhiều kinh nghiệm với thị trường, họ chưa có nhiều kinh nghiệm giao dịch, thì họ dễ dàng suy nghĩ rằng trading rất là dễ, cho nên là chỉ cần làm sau đó có thể huy động được một cục tiền lớn thì có thể kiếm được rất là nhiều lợi nhuận trong một thời gian ngắn, giống như cái lòng tham mà mình vừa nói khi nãy. Thì khi đó họ sẽ dễ dàng gọi là giao dịch với cái số tiền mà họ không thể mất đi. Những số tiền không thể mất đi như là họ đi vay nợ với số tiền lớn, họ vay nợ mà họ không quan tâm đến cái việc có thể trả được cái khoản nợ không, hoặc là họ sử dụng những cái số tiền tiết kiệm chẳng hạn. Có nghĩa là ở đây cái quan trọng ở đây đó là trading rủi ro rất là lớn, cực kỳ lớn. Bạn có thể cháy tài khoản, hoặc là bạn có thể đốt một số tiền lớn vào đó chỉ trong một khoảng thời gian rất là ngắn. Kiếm tiền lớn từ trading thì khó, nhưng mà đốt tiền rất là dễ. Cho nên là hiểu được cái rủi ro này, chúng ta quản lý nó bằng cách là chúng ta chỉ giao dịch với số tiền mà có thể mất đi. Thì để áp dụng được cái điều này thì bạn nên nạp tiền vào cái tài khoản của bạn, tài khoản trading của bạn, cái số tiền mà bạn cho rằng khi mà mất đi thì cuộc sống của bạn không bị ảnh hưởng, nó không ảnh hưởng lớn đến cái tài chính cá nhân, hoặc là cuộc sống của bạn nó không làm đảo lộn cuộc sống của bạn. Tư duy tiếp theo đó là bạn chắc chắn sẽ trade cực kỳ tệ ở giai đoạn bắt đầu. Cụ thể ở đây đó là cái giai đoạn newbie, giai đoạn bạn mới bắt đầu trading. Thì tại sao mà bạn trade cực kỳ tệ? Thì cái điều này thực ra nó rất là dễ hiểu. Bởi vì bất kỳ một cái hình thức, một cái lĩnh vực nào đó, một cái ngành nghề nào đó, một cái bộ môn nào đó, thì cái việc mà chúng ta gọi là chúng ta tệ hại ở cái giai đoạn ban đầu là cái điều đương nhiên, 100% nó sẽ là như vậy. Thì hiểu được cái tình trạng mà gọi là yếu kém ở cái giai đoạn đầu này, chúng ta cần phải ý thức được rằng sẽ có những sai lầm nó sẽ xảy ra, sẽ có những sai lầm xảy ra, và thực tế là cái thua lỗ lớn ở đây mình không nói đến là thua lỗ toàn bộ cháy điện thoại, nhưng mà những cái khoản thua lớn nó gần như sẽ xảy ra. Đương nhiên không phải là chắc chắn sẽ xảy ra, nhưng mà nó gần như sẽ xảy ra với bất kỳ ai khi mới bắt đầu. Cho nên là cái việc đầu tiên khi mà chúng ta mới bắt đầu trading không phải là kiếm tiền lớn, mà để học cách sống sót với thị trường. Cuối cùng là không tồn tại chiến thắng. Chiến thắng là một cái khái niệm đồn ở trong giang hồ, đồn là chiến thắng là một cái phương pháp hoặc công cụ nào đó có thể giúp cho bạn có thể kiếm tiền được, gọi là
mọi lúc mọi nơi, bất chiến bất thắng, tất nhiên chỉ cần có cái chiến thắng đó, có cái chiến thắng đó là bạn sẽ bấm nút là có tiền liền, như alo là có tiền vậy đó. Thì thực tế là không có bất kỳ phương pháp hay công cụ nào có thể giúp bạn làm được điều này cả, không có bất kỳ một công cụ nào cả. Điều đó, cái công cụ đó hay là cái khái niệm chiến thắng, nó hoàn toàn là vô nghĩa, nó hoàn toàn không có thật, nó chỉ đại diện như cái sự tham lam của trader khi mà cố gắng đi tìm một cái gì đó có thể giúp cho họ nhanh chóng làm giàu mà thôi. Thì như vậy là mình đã đi hết nội dung của clip rồi. Nếu bạn thấy hay thì đừng quên để lại nút like và nhớ là subscribe kênh YouTube của Trader Việt để cập nhật nhanh nhất những video mới. Một lần nữa, mình là Thống, cảm ơn bạn. Peace.